Chiều ngày 4 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định báo cáo nhanh về trường hợp F0 của chị TTQ, nhân viên sân golf FLC Quy Nhơn. Theo đó, có 4 trường hợp tiếp xúc với chị Quy là ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành, Cục Phó Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc, kinh doanh khoáng sản Titan và ông Lê Văn Thảo, công tác tại công ty cổ phần Phú Tài. Cả 4 người này đều trở thành F1 và đang phải cách ly y tế theo quy định. Tối ngày 4 tháng 8, mạng xã hội đã lan truyền bài viết có nội dung về việc Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định trở thành F1 sau khi tiếp xúc với công dân sân golf, đồng thời chia sẻ hình ảnh của một cô gái xinh đẹp và khẳng định người trong ảnh là F0 đã lây bệnh cho Giám đốc Sở Du lịch Bình Định. Bài viết đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự thật có phải như bài đăng này đã đưa tin? Thực chất, cô gái trong hình tên là Lưu Thanh Xuân, sinh năm 1994, quê ở Đắk Lắk. Khi biết được thông tin này, Thanh Xuân cho biết bản thân đã rất bất ngờ và khẳng định mình không phải là cô công nhân sân golf như nội dung bài viết đã đăng tải. Hình ảnh trong bài đúng là của mình. Mình chụp tại phòng riêng ở Sài Gòn và chia sẻ trên trang cá nhân hôm 25 tháng 6 vừa qua. Trong 4 tháng trở lại đây, mình không rời khỏi Sài Gòn và cũng không có bất kỳ mối liên hệ hay từng đặt chân đến Quy Nhơn, Bình Định. Tối ngày 4 tháng 8, Thanh Xuân cũng rất bất ngờ khi được bạn bè thông báo hình ảnh của mình bị đăng tải kèm thông tin thất thiệt. Qua hình ảnh, rất nhiều người nhận ra cô và nhắn tin với lời lẽ khiếm nhã khiến cô cảm thấy rất bối rối. Cô gái chính ít chia sẻ, cô là một beauty blogger chuyên về làm đẹp và thời trang. Các tài khoản cá nhân hiện nay có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Sự việc tai bay vạ gió ập đến khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Mình lên tiếng đính chính để sự việc không đi quá xa và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Mình thấy thông tin đang được chia sẻ không chính xác, rất dễ được lan truyền trong cộng đồng mạng. Thực sự mình mong mọi người nên tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi phát ngôn hay có bất kỳ hành động với từng cá nhân hay tổ chức nào đó. Bản thân mình chưa bao giờ phát ngôn thiếu suy nghĩ hay đánh giá bất kỳ một cá nhân nào mà không có sự xác thực. Vậy mới thấy môi trường mạng vô cùng nguy hiểm. Chỉ với một bức hình và vài dòng trạng thái vô thưởng vô phạt đã có thể đảo lộn cuộc sống của một người. Ai sai phạm đến đâu đã có pháp luật xử lý đến đó. Đừng vội vàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng đúng sai. Với một nút like, share, bạn đã có thể biến mình thành một kẻ tiếp tay vô hình cho tội ác của người khác.